Công ty Vidirovel Mining Alina, văn phòng tại 161 Hoskins Street, Kimora, New South Wales 2666, xin thông báo. Sau nhiều năm làm việc với chính phủ Úc, nay hội đủ điều kiện pháp lý, xin thông báo đến quý đồng hương góp vốn đầu tư mua trang thiết bị, máy móc để khai thác đá khối lên bán. Công ty có 24 triệu cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 2.500 đô la Úc, mức lời là 600%. Đây là mỏ đá granite ở Úc do người Việt làm chủ. Kính mời quý đồng hương chung tay góp vốn để dự án khai thác sớm hoàn thành. Xin liên lạc số hotline 610432-298-934 hoặc website vdima.com.au. The Australian government has increased the childcare subsidy, which helps more children like Mia develop their learning and social skills, and parents like Dani work or study more. It helps businesses find more staff, and companies hang on to their people. So, easing pressure on many families is good for children and good for Australia. To find out more, visit childcaresubsidy.gov.au. Authorised by the Australian Government, Canberra. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ 6, ngày 1 tháng 9 năm 2023. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân tại Nam Bán Cầu. Và trong cái ngày đầu tiên của mùa xuân này, một thông tin tốt cũng chúng tôi muốn bắt đầu trong cái chương trình điểm báo ngày hôm nay, đó là chương trình giảm giá thuốc tây của chính phủ Albanese chính thức bắt đầu kể từ ngày 1 tây tháng 9. Điều này cũng có nghĩa là khoảng 4 triệu cư dân Úc, những người đủ điều kiện sẽ được nhận thuốc miễn phí thay vì chúng ta mua một toa thuốc cho 30 ngày. Thì kể ngày hôm nay, tất cả các toa thuốc cho những căn bệnh mãn tính như là tiểu đường hoặc huyết áp cao hoặc bệnh loãng xương thì chúng ta sẽ được phát thuốc cho đến 2 tháng, có nghĩa là cho 60 ngày mà chúng ta không phải trả thêm một khoản chi phí nào. Và đây là thông tin theo lời Bộ trưởng Y tế liên bang là ông Mark Butler cho rằng chính phủ đã thực hiện lời cam kết khi bầu cử. Tuy vậy, quyết định này cũng đem đến một khó khăn cho tập thể những nhà thuốc tây, đặc biệt là những nhà thuốc tây tại các vùng nông thôn, là bởi vì khi họ cho rằng bệnh nhân không đến mua thuốc thường xuyên thì cái thu nhập của họ sẽ giảm sụt và vì vậy cái việc họ tồn tại sẽ càng khó khăn hơn. Và nếu các nhà thuốc tây đóng cửa thì người dân tại khu vực đó cũng sẽ không có cơ hội mua được thuốc và cũng sẽ có thêm rất nhiều dược sĩ rơi vào tình trạng thất nghiệp. Và đó là những thông tin quan trọng nhất trong ngày hôm nay, 1 tháng 9. Ngoài ra, sinh hoạt kinh tế và tài chính ngày hôm nay cũng đáng được ghi nhận khi mà nhiều thông tin cho rằng những công ty thuộc dạng là uy tín nhất và lớn nhất Úc Châu lại đang có nguy cơ bị sụp đổ rất là nhanh, mà thống kê cho thấy là gần 75%. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây được cho là một cái tin rất xấu cho những nhà đầu tư mà mua cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Úc Châu. Khi mà hơn 75% mà tổng số các cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán là có nguy cơ bị mất giá. Mà cụ thể thì một báo cáo mới do công ty nghiên cứu thị trường tài chính mang tên là Stock Doctor công bố hôm qua thứ năm cho thấy thì 70% công ty có tên niêm yết trên sàn chứng khoán là đang gặp khó khăn về tài chính và có nguy cơ phá sản. Ngoài ra, một nghiên cứu mang tên là Nhà đầu tư Úc năm 2023 do Sở Giao dịch Chứng khoán Úc Châu đưa ra cũng kết luận rằng là có tới 77.8% các công ty bán cổ phiếu ra đại chúng được coi là không lành mạnh. Điều đó có nghĩa là hơn 3/4 số công ty niêm yết trên sàn chứng khoán là đang ở vào trong tình trạng tài chính được cảnh báo sớm, cận biên hoặc khó khăn khiến nguy cơ thất bại là rất thực tế. Đấy là số công ty mấp mé bên bờ vực phá sản, còn thực tế thì cũng đã có tới 20 công ty niêm yết đã phá sản trong năm qua. Và đây là con số cao hơn rất nhiều nếu so với trung bình những năm trước chỉ khoảng 8 công ty mà thôi. Mà đáng chú ý là trong số đó có rất nhiều công ty tên tuổi lớn, có tên trong chỉ số ASX 300, khiến thế giới cũng bất ngờ về sự sụp đổ của những công ty này, như là công ty Fitex hay công ty mua trước trả sau OpenPay. Và mới nhất như chúng tôi cũng đã loan ngày hôm qua, đó là công ty cung cấp các sản phẩm sức khỏe nổi tiếng là Halo Foods cũng đã sụp đổ vào thứ 6 tuần trước, mặc dù công ty này trước đó từng có doanh thu lên tới 51 triệu đô la. Và kính thưa quý vị, trong danh sách những công ty mà các chuyên gia cho là không lành mạnh, chúng ta rất là ngạc nhiên khi nhìn thấy những cái tên rất là quen thuộc như là công ty năng lượng AGL
hoặc là công ty Domain Holding là công ty chuyên về lĩnh vực bất động sản, hoặc là công ty Ample là chuyên cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Đây là những công ty mà chúng ta nghĩ rằng họ phải có một cái hoạt động nó rất là khỏe mạnh, nhưng các chuyên gia đánh giá thì nó đang ngấp nghé trên bờ vực phá sản. Và nếu mà chúng ta nhìn thấy thông tin tuyên bố phá sản thì chắc chắn là chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi mà chúng ta nhìn thấy những thông tin này rồi. Và kính thưa quý vị, tiếp theo chuỗi những công ty xây dựng bị phá sản, ngày hôm nay thêm một cái công ty xây dựng khác tại Sydney là Simon Homes cũng đã tuyên bố phá sản. Và việc phá sản này đã xảy ra vào ngày 24 tháng 8 với một cái số nợ lên đến là $1,165,000. Theo thông tin từ các chuyên gia thì chúng tôi được biết là hiện nay công ty này vẫn còn rất nhiều chủ nợ họ chưa lên tiếng, và vì vậy rất có thể là số nợ nó sẽ còn gia tăng cao hơn rất là nhiều. Và trong số những người chủ nợ của công ty thì chỉ có 11 chủ nợ là được bảo đảm mà thôi, trong khi 53 chủ nợ còn lại thì không có gì để bảo đảm cả. Trong số các dự án thì có 6 công trường xây dựng hiện nay đang bị phá sản. Và mặc dù công ty tiếp quản đã xác nhận là tài sản của Simon Homes vẫn còn trị giá $816,000, nhưng trong thực tế một số những cái cách tính trong tổng số tiền $816,000 này nó đang ở mức là zero, hay nói một cách khác thì cái số tài sản còn lại không đáng là bao. Và đây là một cái cơn bão hoàn hảo khác mà chúng ta thấy đã làm cho lĩnh vực xây dựng rơi vào tình trạng rất là khó khăn, mà thống kê từ ASIC cũng đã cho thấy là 2.213 công ty đã bị phá sản trong năm tài chính vừa qua. Một trong những cái nguyên do thứ nhất là bởi vì những cái hợp đồng cố định khi nhà thầu xây dựng ký với khách hàng, họ ký với một cái giá cả cho vật liệu xây dựng của thời điểm hiện tại. Nhưng 2 hoặc 3 năm sau thì cái giá vật liệu xây dựng nó đã gia tăng quá nhiều, và đó là nguyên nhân cốt lõi. Ngoài ra, việc thiếu hụt nhân công cũng là một yếu tố. Tuy nhiên, quan trọng hơn hết đó là cái chương trình Home Builder mà chính phủ tiền nhiệm Scott Morrison đã đề ra trong đại dịch COVID-19 để khuyến khích ngành xây dựng bằng cách là tài trợ $25,000 cho những ai xây dựng nhà mới. Và chương trình này đã có đến 130.000 khách hàng tham gia, và chính phủ cũng đã chi tới $2,520,000. Chính vì có quá nhiều khách hàng tham gia nhưng lại không có sự chuẩn bị về nhà thầu xây dựng nên mới xảy ra tình trạng lĩnh vực xây dựng rơi vào khủng hoảng như hiện nay. Vâng, còn tại Sydney thì thưa quý vị và các bạn, có một nhà hàng và quán bar nổi tiếng mang tên là One Penny Red từng đoạt rất nhiều giải thưởng vừa đưa ra một thông báo là họ sẽ đóng cửa trong vòng vài tháng nữa, mà nguyên nhân là do họ không được gia hạn hợp đồng thuê địa điểm nữa, khi những người quản lý cái tòa nhà lịch sử Summer Hill nơi đặt nhà hàng này sẽ đóng cửa vào ngày 31 tháng 12 để đầu năm tới 2024 đem ra giao bán trên thị trường. Tòa nhà này thì từng là một cái tòa nhà lịch sử, là cái ngôi nhà bưu điện cũ được xây dựng từ năm 1901, tức hơn 120 năm trước, và từ năm 2013 đã mở cửa cho thuê làm nhà hàng và quán bar. Việc nhà hàng rất nổi tiếng này đóng cửa cũng đã khiến cộng đồng khu vực Summer Hills thấy thất vọng, vì đây là vùng ngoại ô đông đúc và người dân rất quen thuộc trong gần 10 năm qua, vì đây là địa điểm mà giúp họ tổ chức những cái sự kiện quan trọng như là đám cưới, sinh nhật, lễ tưởng niệm và các cái cuộc đoàn tụ. Trong khi đó thì tại tiểu bang Queensland ngày hôm nay, Bộ trưởng Y tế là bà Shannon Fettiman đã loan báo là chấm dứt hoàn toàn những cái yêu cầu nhân viên y tế phải chủng ngừa vaccine COVID-19. Và theo lời Bộ trưởng Y tế thì Bộ Y tế tại tiểu bang Queensland đã áp dụng luật lệ này kể từ năm 2021. Tuy nhiên, việc này sẽ chấm dứt hoàn toàn vào ngày 25 tháng 9 này. Điều này cũng có nghĩa là tất cả nhân viên y tế khi đi làm không cần phải trưng cầu hoặc là cung cấp những cái vaccine chủng ngừa COVID-19. Thay vào đó, những cái loại vaccine khác thì vẫn hãy còn có hiệu lực, chẳng hạn như là vaccine chủng ngừa chống bệnh sởi, hoặc là chống bệnh quai bị, hoặc là chống bệnh rubella. Đó là những yêu cầu vẫn còn đòi hỏi bởi Bộ trưởng Y tế. Và với thông tin này thì theo bà Fettiman cũng cho biết là tại Queensland đã có đến 1.200 nhân viên bị làm việc trong lĩnh vực y tế đã bị sa thải trong thời gian vừa qua. Lý do là bởi vì họ đã không chủng ngừa và vì vậy họ không thể nào tiếp tục làm việc. Và không biết là sau khi cái luật lệ này nó được hủy bỏ thì nhân số
1.200 nhân viên y tế này có cơ hội trở lại làm việc hay không, là bởi vì ngành y tế vẫn đang thiếu hụt nhân viên khá là trầm trọng, phải không? Vâng. Chắc chắn là Bộ Y tế Queensland hoan nghênh họ trở lại rồi, nhưng vấn đề là họ có trở lại không hay là họ đã có một cái việc làm khác nó tốt hơn rồi, đúng không? Vâng, thưa quý vị và các bạn, cũng tại tiểu bang Queensland thì giới chức tiểu bang vừa mới thu giữ hơn 40.000 cái sản phẩm thuốc lá điện tử với giá trị bán trên thị trường lên tới là $1.200.000 trong một đợt kiểm tra các cái cửa hàng và kho bãi ở khắp Brisbane. Và các cuộc kiểm tra này là một phần của một cái cuộc điều tra tội phạm lớn về rửa tiền, thuốc lá bất hợp pháp hay là các cái sản phẩm thuốc lá điện tử. Có sự tham gia của Ủy ban Tội phạm và Chống tham nhũng Queensland, Cảnh sát Queensland hay thậm chí cả Bộ Y tế Queensland và lực lượng Cảnh sát biên giới Úc Châu cũng như cả cơ quan quản lý dược phẩm TGA. TGA thì tham gia trong cuộc điều tra về việc mà đang diễn ra rất nhiều cáo buộc là có rất nhiều các cái sản phẩm thuốc lá điện tử nhập khẩu mà không được phê duyệt. Mà thuốc lá điện tử được cho là loại thuốc kê đơn nhưng mà không có trong các cái danh sách được TGA phê duyệt. Do vậy, thông tin này cũng như một lời nhắc nhở tới người dân cho biết rằng là việc dùng hay mua thuốc lá điện tử sẽ được đưa vào loại thuốc là chỉ bán theo đơn. Và các sản phẩm mà không được TGA phê duyệt có nguy cơ đáng kể đối với sức khỏe cộng đồng. Trong đó có rất nhiều cái sản phẩm bị phát hiện là có chứa những cái hóa chất nguy hiểm và không được khai báo. Và những hình phạt đối với việc nhập khẩu hoặc là cung cấp trái phép những cái sản phẩm trị liệu mặc dù có thể dưới nhãn mác là các cái sản phẩm thuốc lá điện tử thì cũng có thể bị phạt tới 5 năm tù giam hoặc bị phạt tiền tối đa là $1.250.000. Trong khi đó thì tại tiểu bang Nam Úc, Bộ Giáo dục ngày hôm nay đang rất là đau đầu khi mà có đến 167 trường học, những trường trung học, tiểu học và trường mầm non đã đình công, có nghĩa là tất cả giáo viên ngưng làm việc và nhà trường cũng đóng cửa. Ngoài những cái trường học đóng cửa này còn có thêm 152 trường trung học và trường mầm non khác chỉ hoạt động với ít giờ làm lên lớp hơn, trong khi 608 trường học còn lại thì vẫn hoạt động như bình thường. Và mục đích của đợt đình công chưa từng có lần này cũng bởi vì vấn đề lương bổng không thể nào đạt được thỏa thuận giữa nghiệp đoàn giáo dục với chính phủ. Nghiệp đoàn giáo dục họ cho rằng cái offer của chính phủ đưa ra là tăng lương 3% mỗi năm liên tục trong 3 năm là không tương xứng với cái trách nhiệm và cái gánh nặng của công việc đem tới. Và do đó mà nghiệp đoàn hiện đang yêu cầu một cái mức lương gia tăng 8.6% trong năm đầu tiên. Và 2 năm sau đó, mỗi năm sự gia tăng sẽ là 5.5%. Cho đến thời điểm này thì vẫn chưa có kết quả thực sự là nghiệp đoàn giáo dục có đạt được thỏa thuận với chính phủ hay không. Chắc chắn là những cái thỏa thuận sẽ được loan báo vào cuối tuần hoặc là vào thứ hai để các giáo viên có thể trở lại lớp học. Ngoài lĩnh vực giáo dục thì lĩnh vực giao thông công cộng sáng sớm ngày hôm nay tại tiểu bang Nam Úc cũng đã diễn ra đình công. Và thời gian đình công là từ 4 giờ 45 phút sáng kéo dài cho đến 7 giờ 45 phút sáng, có nghĩa là trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Tất cả những tài xế đã làm việc cho một cái nhà thầu tư nhân có tên gọi là Torrens Cornet đã không làm việc trong khoảng thời gian nói trên. Và lý do cũng không khác gì Bộ Giáo dục là các tài xế đã yêu cầu tăng lương cao hơn so với lời đề nghị của công ty. Cụ thể thì Torrens Cornet là công ty quản lý đã đề nghị là sẽ tăng lương 12% trong vòng 3 năm, tương đương 4% mỗi năm. Thế nhưng các tài xế thì cho rằng 12% là quá thấp và họ đang yêu cầu 21% tăng lương cho 3 năm, tương đương với mỗi năm việc tăng lương phải là 7%. Và cả hai cuộc đình công này vẫn chưa có ngã ngũ. Kết quả như thế nào thì chúng tôi sẽ cập nhật với tất cả quý khán giả trong bản tin vào thứ hai. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trở lại vụ nghi ngờ ngộ độc nấm ở một thị trấn của Victoria hồi cuối tháng 7 làm cho 3 người tử vong và một người vẫn đang cần điều trị tích cực tại bệnh viện. Thì cuộc điều tra đến nay vẫn đang tiếp diễn và cũng chưa có diễn tiến gì mới. Nhưng mà sau đúng một tháng để các điều tra viên thu thập các dữ liệu hay là khám nghiệm tử thi, thì ngày hôm qua gia đình đã tổ chức tang lễ đưa cặp vợ chồng ông bà Guy và Don Patterson về nơi an nghỉ cuối cùng. Và bất chấp trời mưa to vào chiều ngày hôm qua thứ Năm, thì hơn 350 người đã đến đưa tang ông bà. Bởi sự ra đi bất ngờ của ông bà đã khiến rất nhiều người trong cộng đồng bàng hoàng. Bởi ông bà cũng được cho là những người tốt bụng, giàu lòng nhân ái và thường giúp đỡ những người khác.
và làm cho rất nhiều người trong cộng đồng chỉ có khoảng 5.800 người luôn luôn biết đến và yêu mến ông bà. Con trai ông bà là Simon, cũng là chồng cũ của nghi can duy nhất đã nấu bữa trưa mời ông bà đến ăn và dẫn đến cái chết tang thương của ông bà và người em gái của bà sau ngày hôm sau. Thì tại tang lễ, ông Simon cũng cho biết là trước khi qua đời, mẹ ông cũng đã nhắn câu cuối cùng trong nhóm tin nhắn của gia đình là gửi nhiều yêu thương đến tất cả mọi người. Về vụ việc này thì vợ cũ của ông Simon là Erin Patterson vào ngày hôm đó cũng đã mời chồng cũ đến ăn bữa trưa tại nhà. Cụ thể là vào ngày 29 tháng 7, người chồng cũ Simon thì hôm đó do bận một việc gì đó nên đã không đến dùng bữa trưa. Và sau khi ăn món thịt bò hầm được cho là có chứa một loại nấm gây độc, đó là loại nấm mũ tử thần, thì ngay vào đêm ngày hôm đó thì cả bốn người khách đều có triệu chứng nhiễm độc và đều phải nhập viện, thì ba người đã qua đời sau đó không lâu. Người duy nhất còn sống là chồng của em gái bà Gila, là một mục sư tại nhà thờ Baptist gần đó. Hiện nay thì vẫn đang nằm bệnh viện để chờ được ghép gan. À, kính thưa quý vị, đám tang của vợ chồng ông Don và bà Gai rất là cảm động ngày hôm qua. Đặc biệt cảm động hơn nữa là bởi vì cặp vợ chồng này đã chính thức cưới nhau vào tháng 11 năm 1973. Điều này cũng có nghĩa là họ đã cùng nhau qua đời chỉ một vài tháng khi họ đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm lễ thành hôn. Đây là một cái khoảng thời gian rất là dài, 1973-2023, một cái mốc điểm khá là dễ nhớ. Và những cái thông tin liên quan đến người đầu bếp đó là cô con dâu cũ bà Erin Patterson, thì chính phủ cho biết hiện nay bà đang tìm gặp các luật sư để lấy cố vấn, mặc dù là phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra bất cứ một cái cáo buộc nào về cái nguyên nhân đã gây ra tử vong cho ba người này. Nhưng chắc chắn là câu chuyện này vẫn sẽ còn được điều tra một cách sâu rộng hơn. Trong khi đó thì tại Sydney, một cái vụ án mạng xảy ra vào tháng 11 năm 2021 cũng vừa được đưa ra xét xử ngày hôm qua. Nạn nhân là một cô giáo trẻ 28 tuổi và đã bị đụng xe vào tháng 11. Là cái thời điểm đụng xe chỉ còn cách ngày cưới của cô là 16 ngày mà thôi. Tuy nhiên cái vụ tai nạn vào tháng 11 đã cướp đi sinh mạng của cô gái trẻ này, mà nguyên nhân theo tòa án thông báo ngày hôm qua là bởi vì người tài xế trẻ 22 tuổi đã rất là lơ đễnh khi mà vừa lái xe vừa tập trung theo dõi những cái đoạn phim trên Netflix, là một trong những cái đoạn phim quảng cáo khá là phổ biến vào thời điểm đó. Và với cái tội trạng này thì tòa án đã quyết định là người tài xế này sẽ bị bắt giam 2 năm 4 tháng tù và điều kiện để được ân xá là phải thọ án tù sau 17 tháng. Điều này cũng có nghĩa là người tài xế Camilla sẽ được đủ điều kiện để tạm tha vào ngày 3 tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên sau khi ra tù rồi thì người đàn ông này vẫn sẽ tiếp tục bị cấm lái xe trong vòng 2 năm kế tiếp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cũng về tai nạn xe mà liên quan đến xe tải thì có một chuyên gia an toàn đường bộ vừa đưa ra cảnh báo là nhiều khả năng tài xế xe tải sẽ khó nhìn thấy người ở phía trước đầu xe của mình. Mà đây có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của một bà mẹ đơn thân 55 tuổi cũng ở phía tây Sydney khi mà đang dạy con trai học lái xe. Vụ việc thì mới xảy ra hôm sáng thứ tư vừa rồi. Người mẹ ngồi ở ghế hành khách để dạy cậu con trai 17 tuổi của mình lái xe thì đang chạy trên con đường ở vùng ngoại ô phía tây Sydney. Thì xe của họ bị một xe tải đâm vào từ phía sau. Họ đã tấp xe vào lề đường và cả hai mẹ con đều xuống xe để xem xe bị hư hỏng ra sao. Sau đó thì người ta thấy bà mẹ đi về phía trước mũi xe tải, vẫy cả hai tay lên trời và dường như muốn ra hiệu điều gì đó cho tài xế xe tải vẫn ở bên trong xe. Nhưng mà chiếc xe tải thì vẫn tiến về phía trước và tông vào người mẹ, khiến người này tử vong ngay tại hiện trường. Cậu con trai 17 tuổi đứng gần đó thì không bị thương, nhưng mà bị sốc nặng khi mà chứng kiến cái vụ việc này. Và vụ tai nạn này đã gây ra rất nhiều tranh cãi, mà một chuyên gia tại Đại học Monash thì cho biết là người tài xế xe tải có thể đã không nhìn thấy người phụ nữ do có những cái điểm mù cố định. Do vị trí ngồi của người lái xe ở rất cao, nên nếu đứng ngay trước đầu xe tải thì người lái xe rất khó nhận ra.
Và kính thưa quý vị, tai nạn này đã xảy ra trên đường Carpenter Road ở khu vực Waterview Park, mà theo lời của thị trưởng thành phố Fairfield là ông Frank Capone phát biểu với chương trình Sunshine sáng ngày hôm nay. Ông Capone cho rằng sau khi tai nạn này xảy ra, chính phủ tiểu bang New South Wales cần phải đặc biệt lưu ý là bởi vì khu vực này cần phải có một cái sự đầu tư nhất định để nâng cấp hạ tầng cơ sở. Lý do là bởi vì miền Tây Sydney đã trở thành cái khu vực bận rộn nhất trên toàn quốc Úc Châu, khi mà hầu hết những cái hãng xưởng đã di dời về khu vực này, trong khi hạ tầng cơ sở thì không được nâng cấp. Và cũng chính vì vậy mà cái tình trạng xe tải bận rộn trên đường nó liên tục xảy ra mỗi ngày. Và nếu không có sự can thiệp đúng mức của chính phủ tiểu bang thì những tai nạn tương tự sẽ còn rất có thể sẽ xảy ra thường xuyên hơn nữa. Ông Frank Capone đề nghị là phải có những cái chương trình xây dựng thêm những cái đường cao tốc, những cái làn đường mới dành riêng cho xe tải, để xe tải có thể di chuyển mà không bị phân tâm với những cái xe nhỏ xung quanh. Và nếu được như vậy thì chắc chắn là khu vực Tây Nam Sydney sẽ được an toàn hơn và cái vấn đề giao thông nó cũng bớt hỗn loạn hơn. Hiện nay thì khu vực này, đặc biệt là từ cái đoạn đường Hotley Drive nó kéo dài xuống tới M4 là cái freeway, nó luôn trong tình trạng tắc nghẽn bởi vì có một tuyến đường đi duy nhất. Và nhân cơ hội này thì thị trưởng hội đồng thành phố Fairfield cũng đã mạnh dạn lên tiếng đề nghị có một sự thay đổi trong thời gian sắp tới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin này cũng đã kết thúc chương trình Điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Thế giới vào lúc 8 giờ tối này. Kim Hoa xin trân trọng kính chào.